Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự Nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Người tham mưu chính sách nếu thiếu thực tiễn thì người nghèo còn khổ. Quý vị và các bạn thân mến, nghị trường lại vừa nóng lên với đề xuất ưu tiên điểm thi đại học cho con của người hoạt động cách mạng trước năm 1945. Cùng với những đề xuất kiểu ngực lép không được lái xe máy, hay cộng điểm thi đại học cho bà mẹ VNAH. Đây quả là một sự chăm lo dân ở tầm mức trên trời, khiến cử tri cười ra nước mắt. Nhưng từ phía ngược lại, có những chính sách cận dân lại đang được đề xuất siết lại đến mức khắc nghiệt. Mới đây, Quốc hội thảo luận ở tổ về luật nhà ở sửa đổi. Đây thực sự là vấn đề luôn được xã hội quan tâm nhiều. Nó vẫn là các chính sách về nhà ở xã hội và đã được quy định tại dự thảo luật. Tuy nhiên, khi đưa vào dự thảo để Quốc hội xem xét thì mới thấy quan điểm của người ở cấp trên, chuyên gia, tham mưu, soạn thảo dự luật đang có một khoảng cách rất lớn. Nói cụ thể là một số các chuyên gia của chúng ta chưa gần dân và chưa hiểu được nỗi khổ của người dân lao động, nhất là người lao động thu nhập thấp. Một số ý kiến tại Ủy ban Pháp luật Quốc hội thì đề xuất công nhân, người lao động có thu nhập ở mức không phải đóng thuế thu nhập cá nhân mới được mua nhà ở xã hội. Thật mừng là có nhiều đại biểu Quốc hội đã cho rằng điều này không phù hợp. Quả là thấu đáo khi được nghe các đại biểu Quốc hội bày tỏ những băn khoăn của mình trong cách nhìn nhận những ai thì được xét mua nhà ở xã hội. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn thì ông cho rằng nếu quy định như trên sẽ loại bỏ hàng loạt trường hợp cũng cần hưởng chính sách nhà ở xã hội. Thu nhập hơn 10 triệu đồng một tháng, đã đóng thuế thu nhập cá nhân rồi mà còn lo bao thứ, lo cho con cái học hành thì lấy đâu tiền mua nhà. Những người đóng góp cho xã hội mà lại bị loại ra thì cần cân nhắc. Ông Hữu Toàn nêu và cho rằng nếu quy định về mức thuế thu nhập cá nhân thì cần quy định cụ thể là mức thuế bao nhiêu mới là hợp lý. Cũng đồng quan điểm trên, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn Ninh Bình cho rằng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ đối với đối tượng công nhân, người lao động làm trong khu công nghiệp, cán bộ công chức, viên chức nếu áp dụng thêm giới hạn có thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân là không phù hợp. Theo bà cho biết, có những trường hợp nộp thuế nhưng thu nhập không đủ sống, cần cân nhắc mở rộng phạm vi thu nhập để mở rộng đối tượng này nhằm có chính sách cho công nhân có nhà ở và đảm bảo cuộc sống. Tôi có đề cập đề tài nóng này trên Facebook cá nhân thì có bạn Nguyễn Quốc Trực cho biết một thực tế là còn một điều kiện để được mua nhà ở xã hội mà cháu thấy vô lý là mặc dù cháu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng bảo hiểm xã hội cơ quan cháu đóng lại là tại Hà Nội. Vì thế, chủ đầu tư gạt hồ sơ ngay từ đầu vì họ cho rằng do anh đóng bảo hiểm tại Hà Nội nên anh không có đóng góp gì cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi ta đều biết, trong nghị quyết đại hội đảng nhiều nhiệm kỳ, chúng ta đều đang cố gắng xóa bớt khoảng cách về sự đóng góp của người lao động nói chung khi họ làm cho nhà nước hay cho tư nhân. Chúng ta đã và đang coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước. Vậy thì việc người lao động đóng bảo hiểm xã hội cho dù họ nộp ở địa phương nào thì cũng quy vào một mối, hà cớ gì lại còn phân biệt đến mũi lòng như vậy nhỉ? Đó là chưa nói đến một điều tế nhị khác, không lẽ người có thu nhập dưới 11 triệu thì mới mua được nhà ở xã hội, còn người thu nhập trên 11 triệu lại không được đăng ký mua? Vậy thì người đóng thuế thu nhập cá nhân không lẽ không xứng đáng được mua trong khi họ có đóng thuế cho nhà nước? Tôi cho là không ổn chút nào, nếu không nói là rất thiếu công bằng. Vậy không lẽ họ sẽ xin nhận mức lương suýt soát với người nộp thuế thu nhập cá nhân để xuống diện được xét mua nhà? Cách diễn lách quy định này đâu có gì là khó nếu họ muốn. Thật là một nghịch lý xét ở một góc độ nào đó. Chính đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng Thanh cũng đã chỉ ra sự bất cập này với từng địa phương cụ thể. Tôi cho rằng cần mở rộng vi phạm thu nhập, tức là có những đối tượng có thể vẫn nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng họ sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tiêu dùng sẽ đắt đỏ, trong khi giá nhà cao, người dân không đủ tích lũy. Nếu đưa ra quy định này là không phù hợp. Theo tôi biết, hiện nay quy định về thuế thu nhập cá nhân với mức giảm trừ gia cảnh cũng đã không còn phù hợp. Quy định 11 triệu đồng trên một tháng thì đóng thuế thu nhập cá nhân và mỗi người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh là 4,4 triệu đồng một tháng. Nó đâu còn phù hợp nữa. Một chính sách được sửa đổi và duy trì từ năm 2020 đến nay. Trong khi các mặt hàng tiêu dùng, chi phí sinh hoạt đã tăng sẽ là áp lực rất lớn cho người dân trong chi tiêu, đặc biệt tại các thành phố lớn. Chưa nói đến việc mua nhà và sắp tới đây lương cũng điều chỉnh tăng thêm sau vài năm đình hoãn. Việc xem xét đối tượng nào mới được nhà nước cho mua nhà ở xã hội là rất đúng.
song ở đối tượng nào thì được xét thì vẫn còn nhiều bất cập. Cá nhân tôi thì cho rằng, vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 tới đây, công chức viên chức nhà nước sẽ được điều chỉnh lương theo mức cơ sở mới từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, thì tất yếu chúng ta sẽ có sự điều chỉnh đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân mới, không thể cứ dậm chân tại chỗ như thế mãi được. Việc điều chỉnh vào lúc nào tôi nghĩ cũng sẽ có sớm, mức nào thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là mức thu nhập phải đóng thuế thu nhập cá nhân như hiện nay đã quá lạc hậu nếu nó chỉ là thứ tịnh tiến vô duyên. Điều này cũng có nghĩa đối tượng được mua nhà ở xã hội cũng sẽ khác. Đó là chưa nói đến một thực tế, có nhiều người dù mức sống từ thu nhập trên để mua được nhà ở xã hội cũng không hề dễ. Trong khi đó, như vừa rồi báo chí nêu, ở một địa phương có cho đăng ký mua nhà ở xã hội mà toàn thấy người đi bằng ô tô đến nộp đơn thì xét duyệt bằng cách nào để nhà ở xã hội đến tay người cần nhất mới là cả một câu chuyện lớn.